Chương 112. Con đàn bà dâm loạn, thật lãng phí. Ở một vùng cấm kỵ tại bên trong sao cổ thần, có một bàn thờ màu đen. Gần trụ trung tâm trên bàn thờ, một thi thể được buộc bằng băng cuộn trên toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ mũi và mắt. Bàn thờ ước nguyện, phương pháp tuyệt vời đấy. Nói đi, làm thế nào để hồi sinh tổ đế? U Minh đế nhìn vào bàn thờ và thi thể trước mặt, mắt lóe lên một ít mong đợi. Tổ đế, người từng có tiếng tăm lừng lẫy, từng chinh phạt vũ trụ, khiến ngàn tộc trong không gian sao sụp đổ, là kẻ đáng sợ, giờ đây đã trở thành một thi thể đáng buồn cười nhưng điều đáng sợ nhất vẫn thuộc về người phụ nữ này ánh mắt lạnh lùng của u minh đế nhìn về niệm nha công chủ bên cạnh đã lừa dối tấu đế chơi đùa với anh ta cho đến chết vẫn còn cảm thấy áy náy vì không xứng đối với ông ấy đó thực sự là một kế hoạch sâu xa, xa trong lòng anh đã nảy lên sự ái ngại chỉ cần ngươi đưa cho ta bỉ ngạn chi hoa ta sẽ có thể hồi sinh ngay lập tức niệm nha sừng sững như không thấy ánh mắt tham lam của đối phương hai tay nắm chặt lên tiếng mạnh mẽ khi nhớ đến cái chết của con trai mình cô ấy tràn đầy sự giận dữ răng bạc của cô nghiến lại gần như đã vỡ nát. Kẻ thù xưa chưa tính, lại thêm kẻ thù mới. Khốn kiếp, cô trưởng thanh, dám giết con trai ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ. Lúc này, cô ấy không còn quan tâm đến cách nào để đạt được lợi ích lớn nhất cho tổ chức siêu thần. Cô ấy đã từng là người lạnh lùng và tàn nhẫn, lúc này chỉ còn một ý nghĩ điên cuồng duy nhất đó là trả thù. U Minh, thi thể mà ngươi nói đâu rồi? Cô ấy không thể nói chuyện chậm chạp, hỏi người đối diện. Nó đang ở trong khu cấm kỵ của tộc U Minh, chờ đến khi lấy ra lõi tiềm năng từ thi thể của Tố Đế, Chúng ta có thể đi ngay. U Minh Đế trả lời không mấy do dự, nhưng lúc này anh đang kiềm chế niềm vui trong lòng. Kế hoạch này thành công, không chỉ có thể kiềm chế Cố Trường Thanh, mà quan trọng nhất là lợi ích mà họ thu được từ U Minh. Một tộc dù ban đầu đã nói rằng ý chí của cả hai bên sẽ được tiêm vào não của Tấu Đế, nhưng thi thể này vẫn nằm trong tay anh ta, việc tiêm bao nhiêu ý chí vẫn là quyền anh ta lựa chọn. Dù trên bề mặt có vẻ như tổ chức siêu thần và U Minh chủng tộc đang cùng kiểm soát, nhưng thực tế người thực sự nắm quyền chỉ có duy nhất U Minh Đế. Trong lời nói anh ta liếc nhìn niệm nha một cái ngạc nhiên rằng cốt nhân bí mật quý giá như vậy lại được cho một con đàn bà dâm loàn sử dụng thật là một việc đáng tiếc chỉ có anh ta mới có đủ tư cách sử dụng anh sẽ trở thành chúa tể mới của vũ trụ này trong lòng u minh đế một cảm xúc mãnh liệt tạo nên một trạng thái khó rời ngay sau đó anh ta vẫy tay một đóa hoa màu đỏ tươi bay ra từ trong ánh sáng sách bên cạnh đó niệm nha không mất thời gian nhiều nắm lấy bỉ ngạn chi hoa và bay về phía bàn thờ ngay khi tiếp cận bàn thờ hơi thở của bỉ ngạn chi hoa đã gây sự đồng điệu với bàn thờ sự náo động lan tỏa trong không gian không gian rung động không ngừng đây là bàn thờ ước nguyện u minh đế nhìn bàn thờ lòng anh trỗi dậy sự khao khát chiếm đoạt tổ chức siêu thần thật sự giàu có giàu hơn cả tộc đế của anh hừ để tạm thời để những món quý giá đó ở đó khi ta hòa nhập với cốt nhân bí mật trở thành người mạnh nhất trong vũ trụ bất kỳ báu vật nào cũng thuộc về ta tình cảm vui mừng làm cho anh ta hứng khởi cái con đĩ này không biết tại sao không đề cập đến việc kết thành huyết khế dồn dập một tiếng ầm ĩ từ không gian rỗng trên bàn thờ một cột vàng chậm chậm trỗi dậy toàn bộ bàn thờ bắt đầu hoạt động đồng thời trên hành tinh lam trong phòng tu luyện của thành trung tâm cố trường thanh đang ngồi trên chiếc đệm lấy một ít tinh chất tạo thần từ chiếc nhẫn không gian trong tay số lượng tinh chất tạo thần mà cố trường thanh nhận được trên sao mặt nguyệt không quá nghìn giọt tinh chất tạo thần một vật phẩm thần kỳ như vậy mỗi giọt đều chứa đựng một khả năng khổng lồ sau khi sử dụng nó có thể tăng thêm 500 điểm tiềm năng cho bất kỳ giai đoạn sức mạnh nào và bất kỳ độ tuổi nào khả năng đảo ngược này đủ để làm cho hầu hết mọi người trên toàn bộ vũ trụ điên cuồng bao nhiêu gia tộc đã dùng hết cả đời mình để tìm kiếm nhưng chỉ một giọt cũng khó có được trong khi đó cô trưởng thanh lại có hàng nghìn giọt mở ra chiếc nhẫn không gian tám giọt tinh chất tạo thần bay vào trong cơ thể của anh ta nhưng chỉ trong nhảy mắt khuôn mặt anh ta hiện ra dấu hiệu cố gắng vô số nỗi đau đớn như bị kiến cắn xé thịt cứ như nhau tuy nhiên đối với cô trưởng thanh đây chỉ là chuyện nhỏ thôi anh ta nhắm mắt hai tay chặt chẽ nắm lấy đầu gối lưng thẳng tắp mồ hôi chảy xuống theo quần áo không chút tiếng động sau nửa canh giờ cơn đau cuối cùng đã giảm nhẹ một chút một lúc sau cố trường thanh từ từ thở ra một hơi khí đen bốc ra từ miệng làm nên đất bị ăn mòn thành một vết đen tinh chất tạo thần có thể coi như là việc thanh tẩy cơ thể à vai của anh ta nhẹ nhàng chuyển động ngực anh lấy một hơi và thở ra có nhịp điệu sau khi cơ thể của anh đã được cải tạo bởi tám giọt tinh chất tạo thần vừa rồi tiềm năng của anh đã đạt đến 24.000 tinh tú tuyệt đối vượt trội so với quá khứ ít nhất là ở hiện tại chưa từng có ai nghe nói về một sinh linh đạt đến mức này cố trường thanh dần đứng dậy vỗ vỗ cánh tay đã hơi đau cơ thể cứng nhắc sau khi ngồi thiền Tỉnh rồi à, sức mạnh của nó bây giờ là bao nhiêu nhỉ?" Cố Trường Thanh nhìn về phía Hắc Long, hỏi một cách lạnh nhạt. Thằng nhóc này vừa đến liền ăn cắp kho báu quý giá như vậy, bị khả năng khổng lồ của nó kéo sắp nổ cơ thể đến chết, rồi Cố Trường Thanh phải dùng sức mạnh của con dấu để ổn định nó, đồng thời tăng thêm tiềm năng cho nó. Thật là một con rồng ngu ngốc, chỉ có nó mới có thể tự giết chết mình. Ăn hết tất cả những bảo vật đó và lãng phí thời gian của ta, nếu sức mạnh của nó không đạt được sự hài lòng của Cố Trường Thanh, thì con rồng này chỉ là một con rồng tàn phế. Rồi Sức mạnh của Rồng Đen là 8923 sao. Rồng Đen bừng tỉnh, ý thức còn mơ hồ, nó hoàn toàn không biết rằng mình đã trải qua một cuộc sống và chết. Hơn 8000, chỉ đủ để tồn tại. Rồng Đen may được thưởng thêm. Cố Trường Thanh vung tay tung ra 8 giọt tinh chất tạo thần, tràn vào miệng của Rồng Đen. Tinh chất tạo thần chỉ có thể uống tối đa 8 giọt, tăng 4000 điểm tiềm năng, sau đó việc uống tiếp sẽ không có hiệu quả. Vì vậy tinh chất tạo thần còn lại không có tác dụng đối với anh ta, chỉ có thể dùng để cho tay sai sử dụng. Sau khi uống tinh chất tạo thần Rồng đen trở nên khó chịu, ban đầu nó không cảm nhận được gì, nhưng ngay sau đó, nó bắt đầu cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy, quằn quại trên mặt đất. Con rồng toàn thân mạnh mẽ bây giờ giống như một con cá nóc đang quật khỏi nước. Hãy cố lên. Cố Trường Thanh nhìn con rồng trườn trượt trên mặt đất, lắc đầu và bỏ mặc nó, đi thẳng ra khỏi cánh cửa tòa tháp hắc ngục, phòng làm việc chính. Người đàn ông mặc vest ngồi trước bàn là hắc hoàng, ánh mắt lấp lánh nhìn vào màn hình chiếu trước mặt, đầy nghi ngờ. "Yên lão, Cố Trường Thanh tìm được những mảnh vỡ này, ông biết chúng là gì không?" trong tay anh ta tiếng nói bí ẩn đó vang lên không rõ nhưng chắc chắn có tác dụng to lớn hắc hoàng cười nhẹ chỉ cần có ích thì tốt rồi ta sẽ chỉ huy tất cả sát thủ của hắc ngục tìm và thu thập